Thưa quý vị, sau một thời gian gần một tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19, sáng nay hầu hết học sinh các trường tại tỉnh Phú Thọ đã được đi học trở lại. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ. Trường tiểu học Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, nơi tôi đang đứng đây trong thời gian qua thì có 3 học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên bây giờ các em cũng đã đều được điều trị khỏi và đã đến trường bình thường. Và để đảm bảo cho việc mà giãn cách trong cái ngày đầu đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ học để phòng dịch, thì trong ngày đầu tuần hôm nay, các trường ở thành phố Việt Trì cũng không tổ chức làm lễ chào cờ đầu tuần. Khi các em đến lớp thì sẽ vào thẳng trong lớp để học luôn. Chiều ngày hôm qua, tất cả các thầy cô giáo cũng đã được test để sàng lọc SARS-CoV-2. Các lớp học đều được chuẩn bị nước rửa tay, khẩu trang dự phòng để cho học sinh. Từ vài ngày qua, các trường đã tổ chức khử khuẩn, lau dọn, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại. Nhiều trường thậm chí còn trang bị cả máy rửa tay và đo thân nhiệt để kiểm soát thân nhiệt của các em. Khi học sinh đến trường được phân luồng, thì các học sinh đi theo luồng và tại ở các cái điểm đơn nguyên cầu thang lên, nhà trường đặt các cái máy đo thân nhiệt tự động. Và các 100% học sinh sẽ được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Phun khử khuẩn toàn trường, sau đó tổng vệ sinh các lớp học và tất cả các khu vực cầu thang, rồi các khu vui chơi của các em học sinh, đặc biệt là trong lớp học, bàn ghế học sinh và tất cả những dụng cụ học tập để đảm bảo các con an toàn khi đến trường. Toàn thành phố Việt Trì có gần 54.000 học sinh ở tất cả các cấp và trong ngày hôm nay đều đi học hết trở lại, kể cả tại xã Chu Hóa, nơi có nhiều ca mắc COVID-19 và từng là vùng đỏ, thì cũng đã đều trở lại trường. Tuy nhiên, do mới đi học trở lại, công tác chia ca học sẽ được thực hiện để đảm bảo giãn cách. Tổ chức dạy học 2 ca buổi sáng, buổi chiều và bố trí cái thời gian vào lớp tan học, giãn cách ra để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Trong quá trình dạy học, dự kiến các trường trên toàn tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện test sàng lọc 3 ngày một lần với một vài học sinh tại các lớp để đảm bảo an toàn vừa dạy học vừa phòng dịch. Thưa quý vị, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tiếp tục tăng mạnh tại các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi ngày khu vực này ghi nhận thêm hơn 2.000 ca F0. Đáng lo ngại là số ca F0 phát hiện ngoài cộng đồng có chiều hướng tăng mạnh thay vì chỉ tập trung vào những khu cách ly phong tỏa. Hiện các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cũng đã nâng mức độ cảnh báo về dịch bệnh để chủ động ứng phó. Việc tiếp nhận hàng ngàn ca F0 mỗi ngày sẽ khiến hệ thống y tế tại đây sớm rơi vào tình trạng quá tải, khi đó thì tỷ lệ tử vong sẽ cao. Đáng nói tại thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn một tháng nới lỏng giãn cách, nhiều người dân lại bắt đầu có tâm lý chủ quan lơ là phòng dịch tại nơi đông người. Trong bối cảnh số ca F0 tại thành phố Hồ Chí Minh tăng, chính quyền địa phương đã liên tục đi kiểm tra nhắc nhở tuân thủ phòng chống dịch. Hồ Con Rùa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đây là một điểm hẹn cuối tuần được nhiều người yêu thích. Mình cuối tuần mình muốn thư giãn chút thôi chứ đa phần cũng ở nhà. Chứ ở nhà không thì mấy đứa nhỏ nữa cũng tù túng tư tưởng nó quá, tội nghiệp nó. Khi đến nơi đông người thì chắc chắn chúng ta phải tuân thủ các quy tắc phòng dịch như là đeo khẩu trang, chuẩn bị sát khuẩn tay, luôn cố gắng giữ khoảng cách với mọi người. Tuy nhiên, khu vực này càng lúc càng tập trung đông. Một số người không tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tình trạng người dân tụ tập tại khu vực này thường xuyên diễn ra. Vì vậy, mỗi ngày đều có một đoàn kiểm tra, nhắc nhở người dân không tập trung đông và tuân thủ phòng dịch. Trong bối cảnh hiện nay là tình hình dịch bệnh đã đang quay trở lại, thì thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tụ tập đông người. Nếu mà trường hợp nào cố tình vi phạm thì sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại 22 quận huyện thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu gia tăng, việc tụ tập không đeo khẩu trang tại nơi công cộng của nhiều người tiềm ẩn nguy cơ gây bùng phát dịch trở lại.